Tối nay lúc 1 giờ thì Vương sẽ đóng cửa và phải chịu nha các bạn. Cho tới tận ngày 12 giờ ngày hôm sau. Hôm nay là ngày 30 nha các bạn. Đúng 12 giờ ngày 1 tháng 12. Thì Vương mở cửa cho lại để bảo trì và nâng cấp nha các bạn. Thì mình mới thua một trận rất là đáng tiếc nha các bạn. Mình thua. Nói chung là trận đó mình cũng đánh hơi dở nha. Nhưng mà thua vì những lý do không chính đáng các bạn. Mình không có đăng. Rồi giờ mình sẽ làm lại một clip mới. Nếu anh em thấy hay thì hãy nhớ ủng hộ kênh giúp mình nha. Và kinh điển của mình là đi cướp gần các bạn ơi, lắc dữ nhỉ. Rảnh đi mình xem con quái này có đi là tính nó không bỏ được đâu các bạn ơi. Đấy đấy đấy, không đi cướp mà qua đi cướp ạ. Hai gừng vậy, hai gừng mà mắc quá trơn rồi. À, đi đâu con sâu kia hả? Mới vô là một mạng rồi nha các bạn. Ê gì đi bạn ơi, gì đi bạn ơi, ui cái gì ấy? Nhanh thế bạn, mình chạy nhanh thế. Ôi trời, không ăn ra ngon này nè. Chán tem mình thiệt, nó tệ quá các bạn. Lắc qua lắc qua, từ người đánh nha, từ người
nội không vội được đâu. Cứ ôm thôi. Nó có lắc nha. Thì nó không biết đi anh này nha các bạn. I must protect everyone I love. Movie của nó đánh nha, cẩn thận quá các bạn nha. Thì mình đã có biến rồi, mình đi bên đây mình không có ganh được các bạn ơi. Sau kia sẽ đâu hả? Và đó mình đột phá nhưng mà không giết được nha mà. Ừ, xem chung là bị ngộ không nó mổ rồi các bạn ơi. Chán vậy. Nhưng mà gừng nào nó nở nó bỏ trụ luôn các bạn. Chán thế nhỉ. Chúng tém mà, chúng tém mà. Chơi kỹ các bạn. Kỳ bản như vậy. Đó mình không dám mà đến giết các bạn. Thấy mình giết được thấy nhưng mà khi mình giết thì đôi khi xui thì tem đó, bạn đó đột kích thì không có đường về nữa bạn. Thì cứ đánh cẩn thận thôi, không cần phải tham bạn đâu. Từ từ mà đánh thôi. Đánh chán thế. Đó ra mình ganh đó. Không có giết được mạng nào không nè. Chán thế. Đánh vậy thua chịu. Cách nào luôn nè các bạn. Thì mình nó ngốc quá, không được lắm. Không chịu được thì không nổi được ganh không được nữa. Chạy tụi mày luôn. Anh quá ngu. How many fingers?
cánh tay mình nó không dám lên mình biết tệ nha I'll give it my all. Không biết đánh mà chịu. Cái gì chịu nha bạn. Tỉnh ra bạn hiền ơi, anh nói không gọi được đâu. Đánh thì không lo để chủ đi. Cái gì được không? Đây mình vậy mà nó không đứng lại nó bắn luôn. Quá gà. Chịu. Nên đánh vậy thì chịu nha các bạn. Đánh nó không dùm trụ gì. Chán thiệt. Thế chịu. Nó quá áp chót mà. Tránh nó núp không. Không gọi được đâu các bạn ơi. Đừng đánh nha. An ally has been defeated. The speed force are we? Chịu thôi đó.
đánh quá tệ các bạn, đánh không hiểu đánh cái gì luôn, đánh không ra cái gì hết. Không hiểu đánh cái gì luôn. Mình có chó nha thôi. Chịu thôi, thua. Tem đánh quá gà các bạn. Đi đường tùm lum hết trơn, chả hiểu đánh cái gì luôn. Đường thì ai mới đi.